Ayo, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với văn phòng địa phủ. Hôm nay thì chúng ta sẽ chơi chương 6. Hôm nay chúng ta sẽ đi với sếp mọi người ạ. Nhân vật ngầu nhất game. Với Hazen, chúng ta đi với Hazen thì là một chú mèo tinh khiết. Với River thì chúng ta giải quyết cái sự hiểu lầm giữa hai mẹ con. Với bà Doan thì chúng ta đã giải quyết được một con ma, một cô chứ phải gọi là một cô ma với đầy lòng hận thù. Và hôm nay chúng ta đi với sếp. Let's go. Không biết với sếp. Ok. Chương 6 mang tên là người đó. Người đó là sao nhỉ? Chắc là nói về sếp ư? Rất có thể. Chúng ta vẫn đi học thôi, vẫn những người bạn. Lou, Oliver. Mình bị các thầy cô quở trách rất nhiều vì chuyện nghỉ học, giờ vẫn còn ù tai. Chúng ta buồn chán quá, chúng ta nghỉ học mọi người ạ. EU, cháu Lụ. Sao cậu không đi học? Có chuyện gì xảy ra? Thầy cô đã nhắc nhở mình rất nhiều rằng, nói rằng mình gây ảnh hưởng xấu tới các bạn. What the fuck? Lu có vẻ là một học sinh cá biệt, được thầy cô chú ý. Mọi chuyện ổn trở lại rồi. Vậy cậu có định kể cho tớ nghe không? Mình có nên kể không nhỉ? Tốt nhất là không nên để cho mọi người biết biết về về mấy thứ đó chứ nhỉ? Ok, mình tốt nhất là không nên kể, tại vì nó liên quan tới linh hồn, cõi âm. Chỉ mình biết là được rồi. Ok. Được rồi. Chưa được là sao? Lu có vẻ mắc kẹt ở những cái suy nghĩ. Chúng ta tới với tiệm hoa. Ai đây? Oliver à? À Lu mà. Lu. Gì đấy? Chưa được. Hỏi chấm. Đây là chúng ta gặp lại tên Jack. Tên Jack đang có âm mưu gì á? Chính là ông chú hôm qua. Tớ có việc phải đi bây giờ. Lại bám theo à? Tạm biệt Lu. Được rồi, cuối tuần vui vẻ, gặp gặp lại sau nhé. Lần này đừng để mất dấu ông ấy. Mình có cảm giác rằng ông ấy có liên quan đến những cơn ác mộng. Tiệm hoa, đang đứng ở tiệm hoa canh chờ điều gì đó. Nhưng mình phải nói sao nếu bị phát hiện lần nữa? Hôm qua khi mình đụng mặt ông ta rất là đáng sợ. Thẳng thắn hỏi xem ông ta có gặp ác mộng hay không. Vì chuyện này rất nguy hiểm nên hãy lặng lẽ bám theo ông ta. À, hỏi luôn đi. Chúng ta nên hỏi không nhỉ? Hay chúng ta bám theo không? Bám theo nó kiểu rình rập quá à. Ừ, hỏi đi. Nhìn người ta có vẻ đáng sợ nhưng mà chưa chắc. Trong người ta đáng sợ, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong đúng không? Mình thử hỏi xem nào. Liều liều liều. Xin chào. Hả? Gần đây chú có gặp gặp phải ác mộng không ạ? Gì cơ? Sao mày biết? Ồ, Jake gặp ác mộng. Mày biết những gì hả? Ông ta túm lấy tay bạn một cách thô bạo. Mày còn biết điều gì nữa không? Gì cơ? Ý chú là sao? Mày biết những gì hả? Người đàn ông đang rất là mất bình tĩnh. Mày đã kể cho những ai? Ồ, chuyện gì đây? Không, người này bị điên rồi. Cứu tôi với, mình quá sợ hãi và không thể hét lên được. À, đúng, tốt nhất là không hét mọi người ạ. Hét mọi chuyện nó sẽ đi quá xa, mình nghĩ vậy. À, bác Linda ra đây rồi. Này, cậu đang làm gì với đứa nhóc vậy? Thả tay ra, không tôi sẽ báo cảnh sát đó. Đừng có hé răng nửa lời, đấy nghe chưa? Ô, Jack hình như đang có một cái bí mật gì đó mà chúng ta động vào cái điểm đen. Ý chú là chết tiệt. Ông ta khạc nhổ rồi biến mất. Cháu có bị làm sao không? Cháu phải tránh xa loại người như vậy, nếu không sẽ gặp rắc rối. Cảm ơn bác. Bác có biết đó là ai không ạ? Rồi chúng ta sẽ hỏi hỏi thông tin, hỏi thêm thông tin. Tên Jack này nổi tiếng nghiện rượu ở khu này. Thấy ai hắn cũng gây sự được và hắn sống ngay cạnh cái sân chơi đó. Cháu có thấy tòa nhà ở phía trước sân chơi không? Chỗ đó có vườn nhỏ đó. Vì thế mà các bà mẹ ở quanh đây rất lo lắng khi để trẻ con chơi đùa ở đó. À, cái chỗ chúng ta hay ngồi ngồi đu đó hả? Ngồi đu quay hả? À không, ngồi ghế chứ. Có lẽ vậy. Ê, tôi chưa kịp đọc mà. What the hell?
Chẳng phải cháu cũng hay tới đó chơi? Vâng ạ. Căn nhà có khu vườn à? Mình sẽ để ý kỹ hơn. Nghĩ lại thì hôm nay mình cũng không thấy mấy đứa nhóc. Chúng thường tới chỗ đó chơi mỗi ngày. Lần trước mình gặp chúng sao ra sao nhỉ? Ồ, hay là tên này là bắt cóc nhỉ? Chắc không phải rồi. Chẳng có điều gì khác lạ. Có gì đó hơi khác thường. Đúng rồi, hôm nay không thấy lũ nhóc ra chơi đúng không? Trông chúng hơi bất an. Mình thấy hơi lo. Thôi về nhà vậy. Đi ngủ đi ngủ đi ngủ. Trở lại văn phòng địa phủ. Đi ngủ để trở lại với văn phòng địa phủ. Cái gì đây? Nói tiếng Pháp à? Và mình cố gắng ngủ. À, đang mơ ngủ mọi người ạ. Cứ tưởng tiếng Pháp. Sếp 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 sếp. Sếp hôm nay tới rước mình à? Cậu đã nói gì lúc ngậm bông hoa trong miệng thế? Em nói là để phòng khi anh không biết. Hôm nay em đã đi học và nói chuyện với Lu. Vậy em đã cố gắng sống thật tốt. Thì sao? Cậu muốn được khen ngợi à? Không, chỉ là anh có định khen em không? Xin đừng đuổi việc em lần nữa, ok? Xin đừng đuổi việc em. Được rồi, vậy là đủ rồi. Đứng dậy đi. Vâng, chúng ta sẽ đi đâu đây không biết. Sếp sẽ đưa chúng ta đi đâu đây mọi người ơi? Trời ơi. Bay à? Bay à? Cậu có phát hiện được gì không? Em đã gặp một người có thể liên quan đến ác mộng hoặc hồn ma. Trông hắn có nguy hiểm không? Eo. Rất nguy hiểm. Ông ấy có vẻ rất tức giận và hung bạo, giống như hồn ma em gặp hôm qua. Hắn sống ở đâu? Ngay kia, tòa nhà gạch đó ở phía trước sân chơi. Em không biết ở tầng nào vì em nghĩ rằng nếu lên đó. Sao vậy ạ? À? Sếp đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Cậu đã chuẩn bị khá là kỹ lưỡng. Em đã học hỏi được nhiều điều. Chẳng phải anh chê trách em nếu em không làm vậy sao? Học hỏi đi, trời ơi. Học hỏi được nhiều điều. Cậu làm tốt lắm. Vâng. Đợi đã. Anh vừa nói là em làm tốt sao? Một lời khen. Ta nên đi thôi, bám chặt vào. À, chúng ta không biết bay. Nhưng sếp biết bay mọi người ạ. Đợi đã. Anh có cảm thấy gì không? Có vấn đề gì sao? Câu hỏi thứ hai đi nhở, cho nó nguy hiểm. Nói anh có cảm thấy gì không? Ta cảm nhận được một nguồn năng lượng tâm linh vô cùng lớn. Ít nhất thì cũng phải ít nhất là trước tiên ta hãy đi thôi. Chúng ta sẽ tới nhà của Jack chăng? Hay là tới cái sân chơi? À, ra sân chơi. Ôi, khiếp vãi thề, máu kinh vãi trưởng. Vụ gì đây không biết? Tầng 1, phải không ạ? Đúng, ta sẽ vào bằng lối này. Ta sẽ tiến thẳng tới căn phòng đó. Cậu lên quan sát xung quanh, xem có phát hiện được điều gì không. Một mình em sao? Vâng, lúc đi tìm hiểu xung quanh. Nếu gặp phải nguy hiểm thì hãy gọi ta. Ta không trông đợi gì nhiều ở cậu. Vâng. Yes so. Nghĩa là nếu cậu không tìm được gì cũng không sao. Hãy hít thở thật sâu và bình tĩnh. Anh ấy quan tâm tới mình sao? Cậu định đứng yên đó à? Em đi đây. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu xung quanh. Nơi có ô cửa sổ đầy máu. Bên trong nhà. Ok. Ôi, đổ hết cả da gà vãi trưởng. À, một nơi toàn là rượu và rác thải. Căn phòng có cửa sổ màu đỏ, chắc nằm bên cạnh phòng tắm. Mình sẽ vào trong bếp, vào phòng tắm. Bên cạnh phòng tắm, mình sẽ vào phòng tắm đi. Nói vậy rồi còn bắt người ta đi vào bếp làm gì? Trời. Ô, khóa cửa gì đây? Quần áo trẻ em, quần áo đàn ông và quần áo phụ nữ. Nhiều đồ thật. Cửa đã bị đóng chặt. Mình nghĩ rằng không nên vào đây. Mình quay trở ra bếp. Có rất nhiều rác và vỏ chai rượu. Rượu. Trời ơi. Khiếp. Thật may là lũ bọ này không chạm được vào mình. Rất nhiều dán nữa. Ok. Khắp nơi toàn vỏ chai rượu. Đây là canh sao? Nó mốc meo lên rồi. Và đây là thìa cho em bé. Có vẻ rất lâu rồi không có ai rửa. Sao họ lại có nhiều khóa cửa đến vậy?
Có phải do đây là tầng 1 không? Phải rồi, có một phòng nữa cạnh nhà tắm. Ô, đây phòng này có hai đứa nhỏ này. Đây là mấy đứa nhóc hay chơi ở sân? Trước đây chúng thường đi cùng mẹ, nhưng dạo gần đây chúng toàn tự đi. Ồ, có phải bị bắt cóc hay sao đây? Ồ, có vấn đề, có người đằng sau mình à? Mẹ của chúng đâu? Mình phải đến chỗ sếp. Mình muốn nhanh chóng ra khỏi đây. Hồn ma trong căn phòng có cửa sổ chính là mẹ chúng. Là sao nhỉ? Hồn ma trong căn phòng có cửa sổ chính là mẹ chúng. Mình muốn nhanh chóng ra khỏi đây. Ý hai đi nhỉ? Có thể là hồn ma trong căn phòng sẽ là mẹ của chúng chăng? Ngay khi đó, có một tiếng ồn lớn phát ra từ căn phòng phía bên trái phòng tắm. Sếp! Ồ! What? Hồn ma đang bắt Jack này. Anh ổn không sếp? Khủng khiếp vậy. Sếp đang chiến đấu với quái vật. Cậu đang làm gì? Đang làm ta sao nhãng? Đừng làm ồn và theo sau ta. Susan! Susan! Susan chính là hồn ma. Người không thể cản ta được. Người chết không làm hại được người phàm. Tránh xa ông ta ra. Người có biết hắn đã làm gì không? Hắn không phải người thường. Hắn là con quái vật còn tệ hơn cả lũ cầm thú. Điều duy nhất mà ta muốn làm sau khi chết là lấy mạng của hắn. Vậy nên người không thể ngăn cản ta được đâu. Tìm chỗ ẩn nấp đi. Ta có thể rất nguy hiểm đó. Sếp, anh không thể làm vậy được. Tại sao? Em nghĩ rằng điều mà quái vật này muốn làm là trả thù chính đáng. Em nghĩ rằng quái vật này chỉ đang làm vậy vì con cái của mình. Ok. Có thể là Susan muốn làm vậy chỉ vì con bị Jake à? Chứ không chọn được này. Bị Jake hành hạ hay sao? Hay là bị Jake ngược đãi? Cô gì ơi, ông ta đã sát hại cô đúng không? Susan đang khóc. Chỉ là cô đang lo sợ rằng ông ta sẽ làm hại lũ nhóc đang ngủ ở phòng bên cạnh phải không? Con của ta, những đứa bé bỏng của ta, sếp. Ồ, Jake giết Susan. Anh làm ơn hãy tha cho hồn ma này. Tên sát nhân còn xấu xa hơn hồn ma này gấp nhiều lần mà phải không? Mình chọn ý 2 đi. Sếp, nhưng mà sếp vẫn muốn tiêu diệt. Tránh ra, sếp. EU, người chết không được làm hại người phàm. Quy tắc là như vậy, bất kể mọi lý do. Chuyện này thật vô lý. Vậy ta phải làm gì với mối thù của cô ấy? Vậy ta phải làm gì với mối thù của cô ấy? Giờ thì hãy trốn đi. Sếp tung chiêu rồi. Không. Sếp ơi. Quỳnh ngầu vai, cái quạt. Trời ơi, hồn ma đã bị chiếc quạt thu phục. Anh có thật sự cần thiết phải làm vậy không? Ta trở về thôi. Kẻ sai cho chuyện này là ông ta mà. EU, thật bất công. Sếp đang cố giải thích gì đây? Ta sẽ đưa cậu về. Sếp đưa tay ra. Bạn nắm lấy tay sếp, bạn không nắm lấy tay sếp. Mình không nắm lấy tay sếp đi nhở? Mình đang tức giận mà. Ok, hợp lý, câu chuyện hợp lý rồi đấy. Vẫn chưa biết chính xác nguyên do lý do là gì. Trời ơi. Thì chúng ta sẽ ngồi tâm sự với sếp một lúc để hiểu chuyện hơn. Vâng, ta là hồn ma. Em biết. Trời ơi, bị lag không chọn được. John, Jiver, Hayden, Sheehan và ta đều là hồn ma. Chúng ta suy ngẫm, nói và hành động, nhưng chúng ta là những cái bóng của bản ngã phàm trần thôi. Chúng ta chỉ có thể tiếc nuối chứ không thể thay đổi. Mâu thuẫn của người phàm phải do chính người phàm giải quyết. Hồn ma mà dính dáng tới chuyện của người phàm thì chỉ có tạo ác nghiệp mà thôi. Có hai câu trả lời. Giá là vậy.
Vậy anh chỉ muốn tránh khỏi những tình huống đó vì anh không muốn tạo ác nghiệp. Nhưng nếu vậy thì ta phải làm gì với những... hồn ma đó? Nếu như hắn mới là kẻ xấu thì tại sao người khác phải giữ sức? Trông có giống như ta đang giữ sức không? Ta đã làm hết sức có thể với tư cách là hồn ma. Giờ ta chỉ có thể đợi cho một người khác cố gắng hết sức mình. Là sao nhỉ? Nhưng sẽ không có người phàm nào biết được rắc rối của họ mà. Một người nào đó. Ok. Có lẽ là mình sao? Là EU sao? Rất tiếc vì đã khiến cho người phàm như cậu chứng kiến cảnh này. Cậu làm tốt ạ. Ok, sếp lại khen mình. Và sự sếp biến mất từ ô cửa sổ. Chỉ có vậy thôi sao? Trời ơi, chúng ta đi cùng sếp chỉ vậy thôi sao? Sếp sống rất là lâu rồi mọi người ạ. Cầm cái quạt và có cái mũ từ cái thời rất là xa xưa rồi. Ok. Chương 7 sinh tử. Ok, hết chương 6 rồi mọi người ạ. Chúng ta đã nhìn thấy được cách mà sếp xuất chiêu rất là ngầu. Ok, hãy cùng đợi chờ chương 7 nhá. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở chương 7.